Từng bị xâm hại và xua đuổi, giờ đây Thủy Tiên buông xả coi đó là nghiệp ác đã trả xong. Từng bị hắc hủi xâm hại khi mới lên 10, nhưng mối quan hệ của Thủy Tiên và họ hàng nay đã tốt hơn. Nữ ca sĩ cho biết, ngày cưới, nội trúng viện về thăm sau 20 năm không gặp, lúc ấy chị khóc nhiều. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, ca sĩ Thủy Tiên trở thành tâm điểm chú ý sau khi tiết lộ quãng thời gian chị muốn chết vì bị xâm hại tình dục của ấu thơ. Không chỉ có nỗi tủi nhục xâm hại thể xác, nữ ca sĩ còn khiến bao người xót xa khi tâm sự về nỗi đau tổn thương khiến cô từng hận tất cả. Trong nỗi tuyệt vọng không nơi bấu víu, sự đớn đau của cô gái nhỏ còn bị khứa sâu hơn khi chứng kiến người thân họ hàng quay lưng hắc hủi. Sau khi công khai khúc quanh rối bời của thời ấu thơ, Thủy Tiên đã nhận được nhiều sự quan tâm về mối quan hệ của cô với người thân thời sóng yên biển lặng. Tại sao chị về mẹ lại vượt qua nỗi đau nội ngoại hắc hủi? Trả lời câu hỏi này, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng nhớ lại giây phút hội ngộ trùng phùng với bên nội ngoại trong ngày cưới sau 20 năm xa cách. Cô kể, ngày cưới, nội trúng viện về thăm chị sau 20 năm không gặp, lúc ấy chị khóc nhiều. Ngẫm về quá khứ địa ngục, Thủy Tiên không oán hận trách móc hay đổ lỗi cho ai. Trái lại, chủ nhân hit Em Đã Quên, ngậm ngùi tự nhận đó là nghiệp chướng mà cô phải trả, do bản thân sống chưa đủ tốt. Theo đó, nữ ca sĩ Thủy Tiên cho biết, mối quan hệ hiện tại của mình và gia đình đã tốt đẹp hơn. Chắc là do nghiệp của Thủy Tiên, kiếp nào đó sống không tốt nên mới như thế, chứ chẳng phải nội ngoại không tốt. Hiện tại chắc vì Tiên đã trả hết ác nghiệp nên mọi chuyện lại tốt đẹp, Thủy Tiên chia sẻ. Trước đó vào năm 2014, Thủy Tiên đã có cuộc hội ngộ đầy nước mắt với ông nội kể từ khi bố qua đời, năm cô lên 9. Tác giả của loạt hit Ngôi Nhà Hạnh Phúc kể lại, dù đang phải nằm viện, nhưng ông nội 80 tuổi đã trúng viện về tặng quà cưới cho cháu gái. Tôi rất bất ngờ và chưa bao giờ nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Nhìn thấy ông, tôi à khóc nức nở như một đứa trẻ vì quá hạnh phúc. Lúc đó mọi người trong gia đình ngoại cũng có mặt. Ai cũng xúc động trước cuộc hội ngộ sau 20 năm xa cách. Ông bảo đây là món quà ông chuẩn bị từ lâu, chờ ngày tôi lấy chồng để tặng. Dù nhận được nhiều món quà cưới giá trị, nhưng món quà ông nội tặng tôi thấy ý nghĩa và sẽ mang theo đến suốt cuộc đời. Để có được cuộc sống đầy đủ như hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1985 từng trải qua tuổi thơ vỡ vụn và khổ cực. Chưa dứt nỗi đau mồ côi cha, bà xã tuyển thủ công vinh lại bị cả đôi bên gia đình nội ngoại hắc hủi. Năm 2010, nữ ca sĩ từng tâm sự, tôi còn nhớ những lần ông nội tôi phát kẹo cho các cháu. Ông kêu mấy đứa xếp hàng lại rồi lần lượt phát cho từng đứa. Nhưng đến lượt tôi, ông lạnh nhạt quát, mày đi chỗ khác chơi, rồi bỏ qua tôi không một chút thương xót. Không cần biết tôi sẽ bẻ bàng như thế nào, đau đớn như thế nào khi bị đối xử như vậy. Năm mới Tết đến, cả nhà quay quần, ông ngoại tôi phát bao lì xì cho các cháu. Tôi cũng xếp hàng để đợi lì xì. Nhưng đến lượt tôi, ông cũng đuổi mắng bảo mày đi chỗ khác vì mày là đứa lì lợm ương bướng. Tôi chỉ còn biết khóc và bỏ chạy ngay chỗ đó lập tức. Vẫn còn nghe thấp thoáng sau lưng câu nói ác ý của mọi người trong nhà rằng kệ nó đi, nó là đứa con không cha. 7 năm sau, Thủy Tiên lại nức nở tiết lộ thêm về nỗi đau tuổi thơ. Tôi bị người con trai nuôi của bà chủ nhà xâm hại tình dục nhiều lần. Tôi kể cho mẹ và cả người đàn bà ấy nghe, nhưng họ không tin lời nói trẻ con. Chỗ đó giống như nhà tù, tôi luôn suy nghĩ không biết khi nào mình mới thoát khỏi nơi này. Quãng thời gian đó tôi chỉ muốn chết thôi. Kể về nguồn cơn rơi vào địa ngục trần gian, Thủy Tiên cho biết do mẹ bệnh không có ai chăm sóc nên đành gửi cô cho một người lạ chăm nom. Cũng từ đây, cuộc sống của cô bé học lớp 4 vướng vào bể khổ với những trận đòn roi xâm hại và tổn hao tinh thần. Sống trong nỗi tủi nhục, Thủy Tiên từng oán hận tất cả. Trong khoảng thời gian đó, tôi nghĩ mình phải sống một cuộc sống vô nghĩa quá. Chẳng có cô dì chú bác hay người thân nào qua thăm. Nếu tôi có chết ở đó, cũng chẳng ai biết là tôi chết. Và chẳng biết lý do vì sao. Sau đó tôi có một nỗi hận rất lớn, hận gia đình, hận người đã bạo hành mình. Nhiều nghệ sĩ bức xúc, đau xót trước câu chuyện của Thủy Tiên. Chuyện ca sĩ Thủy Tiên từng bị bạo hành, xâm hại tình dục nhiều lần năm 10 tuổi đã khiến nhiều nghệ sĩ vừa sốc, vừa bức xúc và vừa xót xa cho cô. Trong một buổi nói chuyện tại chùa Hằng Pháp, ca sĩ Thủy Tiên thẳng thắn chia sẻ toàn bộ những năm tháng tuổi thơ cơ cực mà cô đã giấu kín. Cha mất sớm, mẹ bệnh tật triền miên, họ hàng nội ngoại hai bên hắc hủi nên tuổi thơ của Thủy Tiên vô cùng cay đắng.
Cô từng phải ngủ dưới mái hiên của chùa vì không có chỗ ở, từng được gửi cho bảo mẫu nuôi nhưng suốt ngày bị bạo hành và làm việc như ô xin. Không những thế, sống trong căn nhà như địa ngục ấy, Thủy Tiên còn bị người con trai nuôi của chủ nhà nhiều lần xâm hại tình dục. Năm đó Thủy Tiên mới 10 tuổi. Khi biết câu chuyện cay đắng của Thủy Tiên, rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng. Thu Trang, Thủy Tiên phải có ý chí kiên cường lắm. Nghe chuyện của Thủy Tiên, tôi rất sốc. Người nghệ sĩ thường có những hoàn cảnh đặc biệt, đại đa số tuổi thơ đều nghèo khổ. Bản thân tôi cũng vậy, nhưng không lâm vào cảnh cùng cực như Thủy Tiên. Còn quá nhỏ mà Thủy Tiên đã gặp chuyện kinh khủng ấy. Cô ấy phải có một ý chí kiên cường lắm mới vượt qua được chuyện này. Việc Thủy Tiên công khai chia sẻ trên báo hẳn là có lý do của cô ấy. Cá nhân tôi nghĩ, giờ cô ấy chẳng còn gì để sợ nữa và rất có thể Thủy Tiên muốn mọi người đề phòng và hãy tin tưởng những gì con mình nói. Như chuyện của Thủy Tiên, cô ấy kể cho mẹ nghe nhưng bà ấy cũng không tin. Có nhiều phụ huynh cũng vậy, có lẽ Thủy Tiên nói ra để cảnh tỉnh một số người hãy biết quan tâm hơn tới con mình, không chỉ phòng người ngoài mà phải đề phòng cả những người trong gia đình. Thu Trang rất sốc khi nghe chuyện này. Cô nói Thủy Tiên phải có nghị lực kiên cường lắm mới vượt qua được nỗi ám ảnh ấy. Nghệ sĩ Xuân Hương, phụ nữ sinh ra để chịu nhiều đau khổ. Tôi thấy kinh tởm những con người gây ra tội ác và rất tội nghiệp nạn nhân trong chuyện như Thủy Tiên. Tôi thấy những ai sinh ra làm phụ nữ chỉ để chịu nhiều đau khổ mà thôi. Trong câu chuyện của Thủy Tiên, cô ấy đi qua được là quá dũng cảm. Còn Công Vinh cũng là một người hiểu biết và rộng lượng thì mới chấp nhận được quá khứ bất hạnh và khủng khiếp đó của vợ mình. Nghệ sĩ Xuân Hương nghĩ chồng Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh là người hiểu biết rộng. Khi nữ ca sĩ có quá khứ đau đớn như vậy. Nghệ sĩ Phi Phụng, phục Thủy Tiên vì dám nói ra điều ai cũng muốn che giấu. Tôi nghĩ Thủy Tiên rất can đảm khi chia sẻ nỗi đau của mình. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, dám nói thật chuyện đời của mình trước công chúng. Bình thường, những chuyện như vậy ai cũng muốn che giấu, bởi vì khơi lại cũng không hay ho gì. Thủy Tiên đã vượt lên số phận để trở thành người nổi tiếng. Để là Thủy Tiên ngày hôm nay, Thủy Tiên làm được vậy tôi rất nể phục. Cứ thử hình dung mà xem, con nít như một thiên thần mà bảo mẫu đánh đập tra tấn. Tại sao vậy? Có lý do gì thì cũng không nên như vậy. Huống chi, bảo mẫu nuôi trẻ để lấy tiền của cha mẹ người ta, nỡ lòng nào đánh con người ta như kẻ thù. Còn nạn ấu dâm ngày càng nhiều, biết những chuyện như thế này tôi rất bức xúc. Pháp luật phải có hình phạt thật nghiêm để răn đe những kẻ ác đó, để họ không dám làm bậy nữa. Chỉ những kẻ không còn nhân tính mới làm tổn hại đến trẻ thơ. Nếu để con nít bị xâm hại, nó sẽ ám ảnh cả đời. Tuổi thơ của nó sẽ như thế nào? Tự kỷ, sợ sệt, thậm chí thù hận cuộc đời này. Đâu phải ai cũng có thể nghĩ lạc quan như Thủy Tiên khi nhìn lại quá khứ và tha thứ cho kẻ bạo hành mình. Nghệ sĩ Phi Phụng bày tỏ nỗi thương xót bất hạnh của Thủy Tiên và rất nể phục sự can đảm của nữ ca sĩ này. Hé lộ đại gia luôn đứng sau mọi nỗi đau bất hạnh của Thủy Tiên. Công Vinh là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ, nâng đỡ, yêu thương và mang lại bình yên hạnh phúc cho Thủy Tiên để bù đắp lại những thiệt thòi bất hạnh của bà xã thuở ấu thơ. Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên khiến nhiều người choáng váng khi công khai tiết lộ bản thân đã từng bị bạo hành và xâm hại tình dục nhiều lần khi mới 10 tuổi. Là ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng chưa bao giờ Thủy Tiên che giấu quá khứ khó nhọc của mình. Khi lên 9 tuổi, nữ ca sĩ đã mất cha, phải chịu sự ghẻ lạnh, hắc hủi của họ hàng hai bên và mẹ phải vất vả bươn chải để nuôi con khôn lớn. Tưởng chừng như thế đã quá đủ với một cô bé, nhưng nỗi đau bị bạo hành và xâm hại tình dục còn khiến cô bị ám ảnh trong suốt thời gian dài. Thủy Tiên tâm sự, cô từng có ý định sẽ chôn giấu bí mật này mãi mãi. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ, cô rất hận người đã bạo hành mình. Tuy nhiên khi lớn lên và đọc nhiều Phật Pháp, cô đã bước qua sự thù hận. Hơn nữa, sau mọi bất hạnh và đau khổ, giọng ca dành cả thanh xuân để yêu ai đó đã tìm được sự bù đắp, tìm được bến đỗ cho cuộc đời đầy giông bão, đó chính là ông xã hiện tại, cầu thủ Công Vinh. Với Thủy Tiên, sự xuất hiện của Công Vinh là sự bù đắp không thể tuyệt vời hơn. Cuộc đời công bằng lắm, lấy đi của mình một người cha tuyệt vời, sau đó cuộc đời trả cho mình một người đàn ông khác không thể tuyệt vời hơn, cô viết. Quen nhau từ năm 2009, trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào cuối năm 2014. Hiện tại, Công Vinh Thủy Tiên đang rất hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của mình.
cùng với cô con gái nhỏ bánh gạo. Vợ chồng Thủy Tiên được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Việt. Gắn bó với nghiệp cầu thủ, Công Vinh vô cùng bận rộn với lịch luyện tập, thi đấu, những chuyến công tác xa nhà. Nhưng anh luôn tỏ ra là người chồng, người cha đảm đang. Công Vinh luôn cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con gái. Anh không ngần ngại tham gia các chuyến thiện nguyện cùng vợ, sẵn sàng đóng MV ca nhạc của Thủy Tiên, thậm chí còn lo chuyện thu vén gia đình, bếp núc cùng bà xã. Công Vinh cũng là người chồng mẫu mực, đảm đang, luôn chia sẻ công việc nhà cùng vợ. Từ lâu, Công Vinh cũng khiến không ít người ngưỡng mộ bởi anh là người chồng hết mực cưng chiều vợ khi thường xuyên tặng Thủy Tiên những món quà đắt đỏ. Năm 2012, cầu thủ tặng vợ chiếc đồng hồ tiền tỷ, một năm sau là chiếc xe hạng sang. Thậm chí để có được nụ cười của vợ, Công Vinh còn tham gia dự án phim do Thủy Tiên làm nhà sản xuất. Mỗi khi được hỏi về Thủy Tiên, Công Vinh luôn dành cho cô những lời ngợi khen. Anh hết lời ngợi ca bà xã nấu ăn ngon, yêu thương chồng con và là người hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp của mình. Công Vinh thường xuyên tặng bà xã những món quà đắt đỏ. Công Vinh là người đàn ông mang lại bình yên cho Thủy Tiên sau mọi bất hạnh đau khổ mà cô phải gánh chịu. Khổ trước xuống sau, câu nói này rất đúng với Thủy Tiên. Quá khứ phải chịu nhiều tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, thì giờ đây nữ ca sĩ lại được chồng bù đắp tất cả.